Thưa quý vị, sau 25 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, du lịch Đà Nẵng đã có sự lột xác thần kỳ, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và định vị được thương hiệu trên bản đồ du lịch trong nước lẫn quốc tế. Mặc dù chịu sự tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng với bước đi linh hoạt, năng động, du lịch Đà Nẵng hứa hẹn những bước chuyển mình mới hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Sau 25 năm vươn mình lớn dậy, diện mạo du lịch Đà Nẵng đã có sự thay đổi ngoạn mục nhờ thành phố ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, cũng như có nhiều cơ chế, chính sách chiến lược trong kêu gọi thu hút các tập đoàn, nhà đầu tư về du lịch. Ngoài giá trị cốt lõi về tài nguyên du lịch, có thể nói chính từ việc đột phá, sáng tạo trong mô hình phát triển đã đưa du lịch Đà Nẵng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực, có sức lan tỏa lớn, định vị được thương hiệu trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Có thể nói trong 25 năm qua, thì một trong những cái điểm nhấn của ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đó là cái việc phát triển về cái cơ sở hạ tầng cũng như là sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp mà cùng với lại ngành du lịch trong cái việc phát triển cái điểm đến của thành phố chúng ta trở thành cái điểm đến hàng đầu trong khu vực, được nhiều các cái kênh truyền thông cũng như là các cái giải thưởng du lịch trong cái thời gian vừa qua. Thứ hai đó là cái môi trường nhân văn của thành phố đã góp phần đưa điểm đến của chúng ta trở thành một điểm đến được yêu thích, mong muốn quay trở lại của bạn bè du khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, diễn biến khó lường của COVID-19 đã khiến ngành du lịch Đà Nẵng lao đao gần 3 năm qua. Sau nhiều lần mở cửa, rồi lại dừng hoạt động do dịch bệnh. Phải đến cuối tháng 10 năm 2021, du lịch Đà Nẵng mới tái khởi động kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch trong giai đoạn bình thường mới, dù vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Các doanh nghiệp thì mặc dù là khó khăn, nhưng mà đang tận dụng hết tất cả nguồn lực còn lại để cho lần phục hồi lần này. Và rất lạc quan là do là chúng ta khác cơ bản các lần trước là lần này chúng ta đã phủ vaccine khá tốt. Cho nên doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp hy vọng cái đợt quay lại lần này nó sẽ bền vững hơn các lần trước. Tôi tin rằng sản phẩm của du lịch Đà Nẵng càng ngày càng tiến triển và nơi điểm đến thú vị và cho tất cả những khách nội địa cũng như nói riêng và quốc tế nói chung. Để thích ứng an toàn và phục hồi hiệu quả, ngành du lịch Đà Nẵng tiếp tục tập trung chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực, trong đó tăng cường trải nghiệm cho du khách thông qua các ứng dụng công nghệ ảo cũng như ứng dụng công nghệ số để quảng bá một cách hiệu quả hơn các sản phẩm du lịch mới. Trong năm 2022, trung tâm sẽ bước tiếp giai đoạn 2 để đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ VR360 và theo đó nữa thì là sẽ phối hợp với Viettel để ra mắt cái sàn giao dịch trực tuyến là nhằm mục đích để tăng cái tính tiện ích cho doanh nghiệp và du khách. Và trong cái sàn giao dịch trực tuyến này sẽ tích hợp cái hỗ trợ du lịch trực tiếp và các mạng xã hội. Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị khóa 12 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt ra kỳ vọng và yêu cầu phát triển rất cao cho chặng đường tới. Trong đó đã khẳng định du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu, có khả năng cạnh tranh quốc tế và được xác định là một trong ba trụ cột chính trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Những cơ hội và thách thức đang mở ra, du lịch Đà Nẵng vẫn đang cần những bước đi năng động hơn, sáng tạo và chiến lược hơn để góp phần nâng tầm giá trị thương hiệu, phát triển du lịch bền vững.